Đây. Giả vờ. Kéo thì ngón tay lại dính vào góc nhá. Đấy, cầm bên đấy là ok hơn. Ok chưa? Rồi. Nghỉ tuần anh em, hôm nay phải ra uốn éo. Giây thứ 7 rồi. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, uốn éo rất là điệu nhé. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Cái kiểu dần dần là không biết anh đâu. Hôm nay là hiện bây giờ là không biết thế nào, nhưng mà hiện bây giờ là có 11. Cả nam cả nữ có 11 vị. Quay liền vào đây. Thôi cho cả nam cả nữ. Ngày mai là bước sang mùng 1. Mùng 1 tháng 3 âm lịch. Đấy, quay thì thể thao chúng tôi hôm nay tổ chức giải phóng cái tủ cho anh Toản à. Đấy, đấy. Có vẻ xúc đấy. Ui, kinh. Thế này tí tốn thịt chó lắm này. Mấy ngày vừa rồi không tập, lại bắt đầu rồi. Ui giời, hôm nay nó xả này. Kinh bên này nó xả này, xả cơ này. Đấy, tí này mới bắt đầu rồi lá mơ thì biết thế nào. Ui giời, rồi đã cầu. Ui giời ơi. Ui giời, ui giời, ui giời, giờ lấy với cả ông Sơn lại còn đá câu nữa thì. Có say, cầu có say. Ghê đấy, nha. Đấy, kinh chưa? Đấy. Bay quả này gọi là bay quả rồi chó đi. Tí nữa là vitamin go go nhá, chấm lặng pịa nhá. Đi có đi không? Đấy. Nhóm trưởng đề nghị anh em di chuyển nhá. Anh em di chuyển nào.